Các bác xem anh Sự anh ấy, con xe này thì anh ấy chạy là khoảng đến bao nhiêu vạn nhá thì thay 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 xe. Anh Sự thử thử gọi thế nào. Ôi chạy rồi, không được. Bà ơi, ngày xưa bà về đây chắc là đường đi lại khó đi lắm đúng không? Khó đi lắm ô. Vâng. Năm nay thì mới đi làm đường thì mới đi dễ một tí. À, thế mà khi mà làm đường xong bà có cảm thấy vui không ạ? Vui nhưng mà bà lại không đi được rồi. Chào các bác nha. Hiện tại thì anh em mình đang vừa mới đăng video xong. Công việc thì rất là cập giật. Đấy. Bạn Tính thì không biết, à bạn Hữu thì không biết là đã sản xuất ra được bài hát nào chưa? Vẫn đang suy nghĩ bạn ạ. Đợt này là anh Thắng giao cho tớ nhiệm vụ cao cả quá. Đang cố gắng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. Và hiện tại thì anh em trong team đang di chuyển lên bản Dâng. Ngày hôm nay thì anh Thắng có hành trình ghi hình ở trên đấy. Và Xuân Hữu cùng toàn thể anh em trong team sẽ ghi lại những hình ảnh hậu trường để cho các bác theo dõi những hành trình tiếp theo của anh Nguyễn Tất Thắng. Nó bây giờ vẫn là bác tài quen thuộc. Đấy, anh Sự taxi dù. Taxi dù lại được chào các bác ạ. Taxi dù. Các bác xem anh Sự anh ấy con xe này thì anh ấy chạy là khoảng đến bao nhiêu vạn nhá thì thay 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 xe. Không biết là nó sẽ thua hay là bác Sự sẽ thua nó đây. Con trước là 36 vạn. Đấy. Gần 36 vạn. Gần 35 vạn. 700. 700. Đấy. Nếu mà chạy cố mấy hôm nữa là đủ 36 vạn. Nên là xem anh ấy vật con này trong bao năm nữa thì là đủ 36 vạn. Nhưng tôi đang nghĩ là con này thì không đến 5 năm đâu. Tại vì là cái ngày trước ấy, anh em đi là nó đi gần nhiều hơn đấy. Còn hiện giờ thì như với cái cường độ đi như của Tất Thắng này là mấy cả Thắng còn làm cái công việc nó nhiều gấp 3, gấp 4 lần ngày trước. Nên là đi chắc là có thể là không đến 5 năm nó đã 36 vạn rồi. Chắc là anh sẽ sớm rồi. 2 năm rưỡi hoặc 3 năm gì đó. Hôm nay nó mới là 28 ngày thôi mà nó đã sắp sửa quá 5.000 rồi đấy. Bây giờ Sư Lùm đang gọi anh Thắng nhiều lắm. Anh về thay dầu đi rồi. Đây là trên tuyến đường đi từ bên khu vực thôn Tham Vẻ đấy, Lùng Tao quay trà, anh em di chuyển tiếp sang một thôn nữa rất là quen thuộc đó chính là thôn Bản Dâng. Trên đường đi thuộc xã Cao Bồ của huyện Vị Xuyên. Nơi đây thì có rất nhiều những cái đặc sản và có những con suối, con thác. Và đặc biệt nữa là người Dao thì Thắng hôm nay Thắng trở lại Bản Dâng là cái trong cái tuyến đường lần trước anh em có làm đường rồi đấy. Hành trình của anh em mình hiện tại là từ sáng đến bây giờ là xuất phát là từ 6 giờ sáng. 5 rưỡi sao ấy, 5 rưỡi nhỉ anh Thắng nhỉ? Đấy. Và hiện tại bây giờ là bắt đầu là 4 giờ, 4 rưỡi là anh em mình mới xong công việc ở bên thôn Lùng Tao nhỉ anh nhỉ? Đấy. Thôn Lùng Tao và bắt đầu là từ 4 rưỡi này là anh em mình lại di chuyển lên anh Sự chưa kịp ăn thì tay run lòng ngoằng. Thời gian này cũng có rất là nhiều các bác. Nhưng mà lên Lùng Tao uống chè no và chè luôn. Đang sắp chè rồi. Hỏi anh Thắng là sao giờ này anh Thắng lại ra ít video như thế. Nó bởi vì là mấy ngày hôm nay anh Thắng chạy liên tục, công việc rất là bận và đi vào trong bản vì mạng rất là yếu mà không thể nào mà đăng video được. Như lúc nãy là anh em phải ngồi chờ vật vờ ở chỗ nhà anh Hưng để làm sao mạng khỏe mới up video được. Và bây giờ thì tối muộn này bắt đầu mới hành trình đi vào trong bản Dâng. Và video này thì anh em trong team thì cũng muốn chia sẻ cho các bác về công việc của anh Thắng và hành trình anh em đi. Thật sự bản làng này, đường thì hơi hẹp và rất là khó đi. Đó, và hôm nay hành trình đi vào trong bản Dâng như thế nào thì sẽ nhờ sư phụ Nguyễn Tất Thắng thì chia sẻ cho các bác. Trong bản Dâng ấy là cái thôn mà nó gần như biệt lập. Ngày trước là nó vướng một con suối. Và sau khi được vào đấy làm thì làm được một cây cầu cùng với cả các nhà hảo tâm.
trị giá 316 triệu, cây cầu rất là lớn. Đó cũng phải nhờ vào cái công của bà con rất nhiều. Ngoài cái việc đã kêu gọi được tiền ra, nhưng mà cái lượng ngày công và cái số tiền bà con cũng phải bỏ ra để đóng làm cái cây cầu đấy là rất là lớn. Đấy, và một cái tuyến đường nữa từ ngoài thôn Tham Còn này vào, và bây giờ thì cái đường Tham Còn thì đã được làm và rất là ok. Điện trong đấy thì có hai dân tộc sinh sống ở cái thôn đó, là thôn người Dạ, một nửa là người Dao, một nửa là người Tày, rất là đặc biệt tại cái thôn Bản Dâng này, là có hai dân tộc cùng sinh sống ở trong cái thôn đấy, nhưng mà họ rất là đoàn kết. Ở đây các bác đi dọc đường này toàn thấy các xưởng trà đây. Đấy, họ làm trà rất nhiều. Ngoài cái việc trà xuất khẩu sang Trung Quốc thì họ còn xuất khẩu sang những cái nước Tây Á. Đấy, xuất khẩu rất nhiều trà. Trà đỏ, rồi trà xanh, rồi là trà phổ nhĩ. Còn nhiều loại trà nữa, phơi nắng với việc họ làm rất nhiều. Vùng này nó có những cái cây trà phải nói rằng là tuổi con người không tính được. Rất là cao. Lâu lâu đời lắm. Trà. Người ta gọi là cụm trà. Khả năng còn kỵ trà anh ạ. Tại vì là ban nãy em nghe thấy anh chủ nhà bảo là đến có khi là hàng nghìn năm, mà cái bác 60 tuổi kia bảo là lúc từ lúc đẻ ra đã thấy rồi, lúc bé bé lớn lớn biết biết một tí cũng đã có ở đấy rồi. Cái cây mà bác bảo là bác trồng, nhưng mà bây giờ bác 60 tuổi mà nó mới bằng cổ tay. Bây giờ mấy người ôm. Vừa rồi lúc anh ghi hình trên hoa hoặc đá thì em thấy là có rất là nhiều bác comment trên video bảo hôm nay tất thắng bay flycam đẹp đấy. Đấy là có sự góp phần của ekip của tất thắng cũng thay đổi. Ngày trước thì làm bằng điện thoại và quay ít những cái hình ảnh nó ấy thôi, đa phần là mang tính nội dung, trao tiền trao quà đến các đối tượng khó khăn. Nhưng bây giờ hiện giờ thì ngoài cái việc các bác được xem những cái số tiền hay là những cái phần quà của các bác chuyển tới những cái người khó khăn, thì các bác lại được xem những cái hình ảnh đẹp của Hà Giang nữa. Đấy là đã nâng cấp thêm một phần để cho các bác có thể mắt nó bổ hơn và đi du lịch cũng tất thắng được. Mãn nhãn. Và ngày hôm nay anh Thắng sẽ tiết lộ một bạn cameraman đẹp trai, trẻ tuổi, năng động mà edit video rất là đẹp. Không, chắc là các bác đang tò mò về gương mặt của bạn cameraman đẹp trai nhỉ? Bạn tên là Đại Hiệp. Bạn tên là Đại Hiệp. Nhưng mà anh là Mông Thanh Hiệp. cháu của Cam Thanh Sư. Sự taxi rồi. Quanh đi quẩn lại là hai chú cháu. Đi cùng em Nguyễn Tất Thắng. Thỉnh thoảng là mệt, chú mệt là cháu vẫn có thể đảm nhiệm được cả vô lăng nữa nha các bác nhá. Từ ngày mà đi cùng mấy anh em là Thắng nó trẻ ra vài tuổi đấy. Anh em trên xe lúc nào cũng vui đùa. Trong cái chuyến hành trình xuyên Việt ấy thì cái kênh này là cái kênh quay dạng như kiểu quay đi đường, những cái phần mà phía sau mà cái kênh Nguyễn Tất Thắng không quay hết được. Đấy, là còn các bác có thể theo dõi qua cái này trên những cái tuyến đường, tại vì là đi này thì cũng là đi đường nhiều. Đấy, quay được những cái hình ảnh trên đường thì các bác cũng biết được phần nào về đường ở Việt Nam, và cái trong những cái năm gần đây thì đất nước của chúng ta thay đổi rất nhiều. Từ đường xá rồi đến kinh tế, hạ tầng, cơ sở, rồi là con người, rồi là mạng 4.0 phát triển. Con người của chúng ta đã thay đổi. Từ những cái vùng rất là khó khăn, họ cũng xem qua mạng xã hội và thay đổi cuộc sống, thay đổi cách nhìn nhận rất nhiều. Nên là các bác đi lần này Thắng đi cũng chia sẻ các tuyến đường thì các bác cũng biết được phần nào về những cái thay đổi của Việt Nam. Đấy, và được gặp các bác và giao lưu với cả các bác tại mọi miền của Tổ quốc. Và cũng rất mong được đón các bác đến một lần Hà Giang. Đấy, nơi mà chỉ có đá với trời. Nhiều người cũng có nghĩ là Hà Giang là nguyên đá, nhưng mà Hà Giang chia ra 3 vùng. Một vùng là núi đất, một vùng là núi đá, còn một cái vùng nữa là gần như đồng bằng các bác.
nó không khác gì so với đồng bằng là mấy cái kể cả về mặt bằng địa lý họ cũng giống dạng như kiểu đồng bằng luôn. Thế nên là Hà Giang nó là hội tụ của tất cả 19 dân tộc sinh sống ở đây, mà có rất nhiều những cái nét văn hóa khác nhau, cũng như là cái Thắng cứ nói là mảnh đất của những anh em làm YouTube, làm những người truyền thông, đó là khi bước chân ra ngoài nó đã có sẵn những cái nội dung để anh em có thể review được. Ví dụ như đường hôm nay Thắng đang đi đây là một cái tuyến đường bê tông thôi, nhưng mà cảnh sắc thì nó rất là đẹp. Đấy, nó cua nhiều, rồi là dốc, rồi là vực hai bên, rồi là xung quanh thì cũng có suối xiếc, cây cối cũng rất là mát mẻ. Nó khác hẳn với vùng hoang mạc đá hay là vùng đi đồng văn mèo vàng, cũng là đèo dốc mà toàn đá, còn bên này thì là núi đất, và núi đất lại pha cát nữa, ngay giải tây Côn Lĩnh. Đây đón một anh thợ săn nữa lên. Em Long. Đây là Long Inox nhé, không phải Long Inox nhé. Ơi, xin chào em Long. Chào em Long. Xin mời em lên xe. Chia sẻ với các bác, đây là em Long nón lá. Vâng, chào mọi người nhá. Hôm nay quên nón rồi. Hôm nay quên nón thật rồi. Hôm nay đồng hành cùng với anh em vào trong bản dân là có em Long. Vâng. Chắc em Long là nắm rõ thông tin ở trong bản dân nhiều nhỉ? Em thì chả hiểu thông tin gì ngoài cái. Rất tuổi trẻ. Có em nào trong bộ sưu tập không? Trong đây cho bộ sưu tập của em thì không có đâu. Cái gì cái phải giấu giếm chút để nhé, để lộ ra hết được. Bộ sưu tập tưởng có thì chia sẻ cho anh với. Lâu lắm rồi, hôm nay hai anh em mình mới quay lại bản dân từ lúc làm cầu á nhỉ. Khoảng bao lâu rồi anh Thắng nhỉ? Lâu rồi, năm ngoái nhỉ? Năm ngoái à. Chắc là năm nay vào mình vào đến tận bản dân rồi. Tí mình có đi thăm cầu không anh? Có chứ, mình đi qua cầu mà. Đi qua cầu luôn. Nữa còn chia sẻ hình ảnh trên kênh cả Nguyễn Tất Thắng nữa. Cô bác và anh chị mới biết được. Về cây cầu bản dân nó vẫn còn ở đó. Không nhiều bác lại nghĩ cây cầu mưa gió to trôi mất rồi. Nhưng mà tí chả đi qua cây cầu đấy. Đúng, phải qua cây cầu đấy. Lần đầu tiên 1567 qua cầu Bản Dân. Thì bữa trước anh em mình để xe ở ngoài chỗ thăm con này đó nhỉ. Bây giờ thì anh em trong tem đi đến thôn Thăm Còn, và có một cái cầu mới vừa mới xây dựng rất là to. Bây giờ là anh Sự vừa mới đánh xe qua cầu, lúc nãy là bị tắc đường các bác ạ, và phải nhờ anh mấy cuốc vừa mới san một tí. Đi ra cái cầu rất là mới. Và bây giờ đã được giao thương thì bà con đi lại sẽ dễ dàng hơn. Bà nhìn bên ngoài anh Sự tắc thi dù đẹp trai hơn đấy. Cảm ơn anh em thiện nguyện đến giúp đỡ bà con bản thân đang còn bây giờ hiện tại lại thông lên một phát. Để anh Quỳnh đây rồi. Long ơi lên xe đi. Ủa, anh Quỳnh đang ở ngoài. Sao đến Bản Dân chưa anh Thắng? Khoảng 3 cây nữa. Anh Hiếu chưa đến Bản Dân lần nào? Anh chưa. 3 cây nữa. Cái bữa trước anh em mình đi bộ từ ngoài vào cơ nhỉ? Cái thời điểm mà anh làm cầu chắc là chưa có cái đường bê tông này đúng không? Chưa. Anh đi bộ chỗ này còn mất. Chắc xe Quỳnh kia. Bây giờ thì hình như là bê tông này 3.5 mét sao? Ây da, cua đấy. Nữa cũng lẩu cua mới ấy nhỉ. Long có xe xe không? Có, em đi đến đâu không xe xe. Chỉ biết xe xe là gì. Áo ước một lần được xe xe. Thật. Em có cảm giác như thế nào?
Đấy, anh Quỳnh đi trước. Và bây giờ thì Xuân Hữu sẽ cho các bác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cameraman bạn Mông Thanh Hiệp, cháu của anh Cam Thanh Sự. Cam Thanh Sự. Xin chào tất cả các bác trên kênh Tem Nguyễn Tất Thắng nha. Lâu lắm mình toàn đứng sau camera thôi, cũng ít khi ngại xuất hiện lắm. Hiện tại thì anh em mình đang có hành trình đi lên trên bản dông. Có khả năng là tối nay thì anh em mình mới trở lại Hà Giang thành phố được. Tối nay chắc muộn ấy. Muộn phải không biết được. Nửa đêm mới đến bạn. Mình đi như này thì cũng thời gian nó cũng không cố định ấy. Không phải là để có thể là biết được rằng mấy giờ về mấy giờ về, mà có thể là ở lại luôn bản dân cũng nên. Ở bản dân hay không bây giờ là phải sư phụ Nguyễn Tất Thắng. Ấy sao lại dừng nhỉ? Bố con chắc là hình như con gái đi làm về xong rồi đi đón đâu. Đi làm dâu nơi khác. Sao em biết? Ồ, em yêu cũ cậu bồ. Không phải người yêu cũ của Long à? Cậu bồ thì trai mà em không biết cả. Ôi dồi ôi. Vừa đẹp trai là biết nhiều gái thế này thì chết thôi em ạ. Không biết em. Tự dưng anh Thắng bảo cô người yêu cũ. Giật mình. Nhỡ mồm đấy nha. Đùa đâu. Không đùa được nha. Cam 360 độ. Nhìn từ trên trời rơi xuống. Con đường này bây giờ đẹp quá. Quá đẹp. Cái bữa trước là hai anh em đi bộ leo đỉnh ngược dốc nhỉ. Chỗ này bây giờ sao dốc nó bằng bằng rồi nhỉ. Ngày xưa chỗ này dốc lắm đấy nhỉ. Trước anh em mình đi bộ thôi được. Xưa em anh còn nhặt được tiền đây này. Nhặt được chín mấy nghìn đấy. Có ai đánh rơi. Về sau có trả lại người đánh mất không anh? Tối giờ đánh nghề luôn. Là tí may mắn nhưng không may vậy. Hóa ra lại không may mắn. Bây giờ thì anh em đã đến bản dâng và bạn cameraman đang sắp đồ để tiếp tục ghi hình trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng. Đây là anh Quỳnh nhỉ. Chào anh Quỳnh nhá. Bản làng đây đẹp quá anh nhỉ. Hôm nay anh Thắng đến đây là có rất là nhiều người biết đến anh Thắng. Và để theo dõi chi tiết video ghi hình ở bản dâng thì xin mời các bác sẽ lên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng để theo dõi. Chào bác. Xe hôm nay đi qua cung đường bụi và có một số đoạn đường này chưa làm xong. Vẫn là đường đất. Bản làng này thì rất là đẹp. Có rất là nhiều cây cọ ở bên dọc hai bên làng bản luôn. Bây giờ thì anh Sự đã đánh xe đến đây rồi các bác ạ. Đấy. Nhà anh Quỳnh ở bên này anh Sự. Nhà em trưởng thôn Quỳnh ở bên này. Bên đấy luôn. Và bây giờ là xem con kia con vịt rời. Bay mất 10 con rồi đấy. Ôi. Nó tức là nó tự bay đi anh. Vịt rời này chân ngắn nhỉ, không giống như vịt rời ngoài kia nhỉ. Vịt rời ngoài kia. Anh thấy Long lúc nãy nói chuyện với con ngỗng, em thử nói lại xem. Đây. Đói à? Nói lại xem nào, đấy. Ra đấy. Đấy, ra thật đấy. Đấy. Bạn Long này có tài thế nhỉ. Phải đói không? Đấy. Anh Sự thử thử gọi xem nào. Ôi chạy rồi, không được. À, chú này nhìn cái đầu anh chọc quá nên là chú mới chạy vào. Anh phải đội mũ ông. Có màu. Nhìn giống. Anh ơi, anh bảo ngỗng chào xem nào. Anh Sự. Chào này ngỗng ơi. Ngỗng. Nào, vào đây. Vào đây, đói à? Vào đây. Vào đây, vào đây. Nào, vào đây. Đói à? Vào đây. Ồ, hóa ra Long gọi vẫn hơn. Anh Sự gọi không vào rồi.
Long với Tài này. À, nó nhìn thấy đầu em không có tóc. Đầu anh Sự không có tóc. Con vịt rời đấy nó chạy đi vào trong kia mất rồi. Nhà anh Quỳnh thì là một cái nhà sàn rất là đẹp ở giữa bản làng, và xung quanh bản làng ở đây đây thì quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy những thửa ruộng bà con cấy xanh mơn mởn. Đây có cả một cái ao cá. Phía bên này thì đa số là nhà sàn và có một phần ít là nhà xây thôi. Khi mà vào đến đây thì rất là thú vị cả nhà, và bà thì là chia sẻ một chút là lúc nãy con để ý thấy bà bảo là qua cái cầu Bản Dâng đấy là bên này là Tày. Còn bên kia là người Dao. Cũng có mấy nhà nhà người Dao ở đây trên này nữa. Ây da. Bà ơi, con thấy mọi người nói là ở đây thì là người Dao nói được tiếng Tày và người Tày nói được tiếng Dao. Ây da, đấy là một cái cũng rất là đặc biệt đấy bà nhỉ. Đấy, thế bà là người Tày à? Bà người Tày rồi. À, bà Cần Tày. Cần Tày giúp Phương Thiện mày lua đây. À, Cần Tày giúp Phương Thiện mà này hết lua. À, bà thì là người ở Phương Thiện trên thành phố Hà Giang các bác ạ, và về làm dâu ở đây. Ba bên này đấy cái là Pi đó. Đấy, chết tiếp Hà Pi. Chết tiếp Hà Pi. Xuân Hữu vừa hỏi bà là bà năm nay được 75 tuổi. Ba mi cái là cái lúc ba nó. Ôi ba lúc lái ô. Lúc lái ô. Chết cân. Chết cân. Xuân Hữu vừa hỏi bà là có bao nhiêu người con, bà bảo là có 7 người con. Bao nhiêu trai bao nhiêu gái bà? 5 người trai. 5 người trai. 2 gái. Thôi. 2 gái. Bà là về đây rất là lâu rồi nhỉ? Từ năm 63 ba về đây nhiều lắm. Vâng. Bà ơi, ngày xưa bà về đây chắc là đường đi lại khó đi lắm đúng không? Khó đi lắm. Vâng. Năm nay thì mới đi làm đường thì mới đi dễ một tí. Thế mà khi mà làm đường xong bà có cảm thấy vui không ạ? Vui nhưng mà bà lại không đi được rồi. À, bà lại không đi được, bà lại chân đau đúng không? Chân này nó vâng. Tê lên. Vâng. Vâng. Hôm nay cũng lần đầu tiên con vào đây ấy bà. Thì con để ý nếu mà không có cái cây cầu Bản Dâng mà tem anh em Nguyễn Tất Thắng, kênh anh Nguyễn Tất Thắng cùng các mạnh thường quân làm với cây cầu đấy thì chắc là mọi người đi lại rất là khó nhỉ. Ngày xưa là chắc lội suối ngày hết à bà? Thì là suối đó thác về đến đây đây mà. Thế mới năm ngoái này mới làm được cây cầu. Vâng. Thì bây giờ đi lại khó rồi, trẻ con đi học cũng dễ. Vâng. Thế là rất là vui mừng bà nhỉ. Mà tiếc rằng bà lại không đi được. Tiếc quá bà. Nhưng mà không sao, bà không đi được thì bây giờ con cháu của bà cũng lớn rồi. Bà đi đâu thì nhờ con cháu đưa xe đi ra ngoài bản chơi. Vâng. Con cảm ơn bà nhiều nhá, chúc bà thật nhiều sức khỏe ạ. Vâng. Con nắm tay bà một cái. Cảm ơn bà. 10 giờ rồi anh ạ. 10 giờ. Anh em vừa di chuyển ở chỗ nhà anh Quỳnh ra ở trong Bản Dâng. À, bây giờ thì vừa đến văn phòng du lịch. Mai anh Thắng. 4 giờ đi nhỉ? Vâng, vâng. Mai 4 giờ đi anh. Vâng. Thế thì anh Sự với anh Thắng về nghỉ nhá. Em lấy đồ xuống để tối nay hoàn thiện nốt video. Xem đàn. Đàn. Rồi. Đàn này. Bây giờ lấy đàn với lại đồ. Để em mở cốp ấy. Bây giờ là anh em lấy đồ xuống, là tối bạn Hiệp tiếp tục chỉnh video để kịp sáng mai up lên để cho các bác cùng theo dõi hành trình mà anh em vào trong Bản Dâng. Bạn có quên gì nữa không? Tôi đang lấy đồ đây ạ. Đấy là, và khi mà một hành trình đi thì trong xe của anh em là rất là nhiều đồ, quần áo và những cái đồ mà anh Thắng mang đi tặng, như chè này. Đấy, và thuốc thang. Mày xuống. Hiện tại thì là 10 giờ các bác ạ, như lúc nãy đây này,
Các bác nhìn đồng hồ Xuân Hữu là 10 giờ. Và bây giờ thì là Xuân Hữu với bạn Hiệp sẽ lên phòng nghỉ trên trong này. Chắc phải gọi chị Huế bạn ạ. Đây là văn phòng du lịch của anh Nguyễn Tất Thắng, bạn Thanh Phan và bạn Tài TV. Chuyên đón khách du lịch đến đây nghỉ ở đây và trải nghiệm đi xe máy, đi du lịch công viên đá Đồng Văn. Bạn gọi được chưa? À, chưa nghe máy đúng không? Xuống để dập thì lại quên hết trên xe. Quên hết à? Chị mở cửa giúp bọn em ạ. 10 giờ đêm mà ở bạn đây là vắng quá cả nhà. Mệt quá nhỉ. Bây giờ đến phòng rồi cả nhà. Và đây là phòng mà anh Thắng sắp xếp cho Xuân Hữu cùng với bạn Hiệp. Bạn Hiệp là nghỉ ngơi ở đây. Xin tí ánh sáng. Xin 500 điện. Khán giả thông cảm nhé. Phòng nhà đông con trai thì không được gọn gàng lắm các bác. Các bác là hết sức thông cảm cho Xuân Hữu và bạn Hiệp. Một tí kẹo anh em giải trí thôi, không có cái gì nhiều cả. Đồ xuống nhỉ. Thì đấu tiếp. Chỗ này là cố gắng hoàn thiện video. Phòng thì có rất là nhiều đồ đạc, nước uống và có một cái quyển sổ nhỏ nhỏ mà Xuân Hữu ghi lại hành trình của anh em di chuyển và những cái bài hát mà Xuân Hữu đặt lời. Đấy. Nhưng vừa rồi trên hoang mạc đá các thứ đấy. Và vừa rồi là bản của làng Lùng Tao đây, Xuân Hữu viết đây. Phải chỉnh sửa rất là nhiều. Bạn đang lấy máy, lấy máy nào. Mình đang phải lấy tất cả các thiết bị ra sạc để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục công việc. Bởi vì là hành trình là của anh em là đi cả ngày nên là rất là cần quay và ghi lại rất là nhiều hình ảnh nữa, từ flycam đến những cái hệ thống máy quay, tốn rất là nhiều dung lượng và đặc biệt là về pin, lúc nào cũng phải sạc liên tục. Pin dự phòng kia chắc còn pin không bạn? Không biết được. Sạc thì không được. Không gọi là sạc. Không thấy lên à? Hay là cái sạc ấy không à? Nước khả năng là tôi nghĩ phải đun một lượt nữa. Thuốc. Anh em mình có uống thuốc để bổ sung một chút năng lượng, tim gan phèo phổi, bồi bổ sức khỏe. Và thuốc này thì vừa rồi là anh Thắng đưa cho hai anh em về đun uống để đảm bảo sức khỏe. Nói chung là anh em mình đi nhiều, ngồi nhiều xong là nó mỏi mệt ấy. Thì anh em mình có sử dụng một chút để nó tăng cường sức khỏe, cơ thể dẻo dai. Có những thuốc chim hay gửi đến với quý vị khán giả. Để bay flycam được dẻo thì bạn Hiệp cũng phải luyện rất là nhiều. Đó. Để có những cái thước phim nó mượt mà. Đó. Không các bác xem trên kênh lại hoa hết mắt. Thiết bị rất là nhiều các bác ạ. Đó. Đây là toàn đồ dụng cụ thiết bị phục vụ cho chuyến hành trình của anh Nguyễn Tất Thắng và các anh em trong team. Bây giờ là bạn Hiệp bắt đầu vào công việc edit video. Món
Khả năng làm cái này còn lâu ấy bạn nhỉ? Lâu ấy. Dựng xong xong là ghép thành một video, xong là up lên trên mạng thì chắc cũng phải 3-4 tiếng nữa. Ôi thế thì chẳng đến 2-3 giờ sáng à? Đây, bây giờ là 22:06 thứ 6 ngày 5 tháng 6 đấy. Thế thì là chỉnh 2 tiếng nữa là đến 12 giờ. 12 giờ là tức là edit xong xuất ra. Xong lại còn đăng lên nữa. Đúng không? Up lên thì phải 2 tiếng mới xong. Do mạng nếu mà đa số là tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Một thế thì đến 2-3 giờ sáng đấy. Nó qua video này thì là cũng muốn chia sẻ với các bác về công việc của anh em và bạn Hiệp là phụ trách chính. Quay video và chỉnh sửa video và rất là nhiều việc bay flycam và có những lúc hỗ trợ anh Sự lái xe nữa. Và tối nay thì là Xuân Hữu cùng với bạn Hiệp là cố gắng làm sao để viết ra một lời bài hát then nữa, dành tặng bà con xã bản thôn Bản Dâng. Bây giờ thì cũng muộn rồi thì Xuân Hữu cùng với bạn Hiệp là xin phép là kết thúc video ở đây. Và hy vọng là quý cô bác anh chị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với kênh anh Nguyễn Tất Thắng và kênh tem anh Nguyễn Tất Thắng. Chúc toàn thể của quý cô bác anh chị thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì là hai anh em Xuân Hữu sẽ được chào tạm biệt quý cô bác anh chị. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chào mọi người nhé.